Như tin chúng tôi đã đưa, trong những ngày qua, diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Quốc Oai hết sức phức tạp, liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới qua khám sàng lọc ho sốt và trong khu phong tỏa cách ly tập trung của huyện. Đến ngày 30 tháng 10, huyện Quốc Oai ghi nhận 75 ca mắc COVID-19, trong đó có 67 ca thường trú tại huyện, 8 ca thường trú tại các địa phương khác. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, ổ dịch trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, bởi hầu hết các ca mắc mới chủ yếu đã được cách ly phong tỏa trước đó và xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai. Tuy nhiên hiện nay, ngoài ổ dịch tại tổ dân phố Ngô Sài, thì ổ dịch mới phát sinh tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ tương đối phức tạp và có nhiều người liên quan. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã vào cuộc một cách mạnh mẽ, quyết liệt. Trong đó, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa hay tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của huyện đã không quản ngại ngày đêm trực chốt, thực hiện công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người dân. Trong đó, lực lượng cán bộ y bác sĩ và nhân viên ngành y tế của huyện đóng vai trò quan trọng và cũng chịu nhiều vất vả nhất. Họ không quản ngại khó khăn, xông pha vào các điểm nóng, thức thâu đêm để lấy mẫu xét nghiệm, phục vụ chiến dịch truy vết thần tốc, phát hiện kịp thời các ca bệnh. Nhiều người trong số họ đã quay cuồng với công việc từ nhiều tháng nay, từ nỗ lực trong việc đẩy mạnh tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng đến việc miệt mài lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực cách ly phong tỏa. Họ không chỉ là bác sĩ mà còn là những chiến sĩ, người hùng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, cùng với cán bộ nhân viên ngành y tế, những ngày qua, cán bộ chiến sĩ của Ban Chỉ huy quân sự huyện đảm nhận nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung của huyện đã vượt qua những khó khăn ban đầu từ cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nguy cơ lây nhiễm cao để tận tâm tận lực phục vụ nhân dân. Điều đáng ghi nhận và cảm phục ở các cán bộ chiến sĩ là luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Trong đợt dịch bùng phát lần này, các khu vực cách ly tập trung của huyện đã tiếp nhận hàng trăm người. Ban Chỉ huy quân sự huyện được giao nhiệm vụ làm công tác bảo vệ khu vực cách ly, đảm bảo sinh hoạt ăn ở cho những người cách ly, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiếp nhận và đưa đón người đến cách ly theo đúng quy định. Mặc dù làm nhiệm vụ trong khu vực cách ly có nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất, song các đồng chí luôn cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là thực hiện nhiệm vụ đảm bảo các suất ăn, vận chuyển tiếp tế lương thực và giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực cách ly. Bằng việc phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khó hiểm nguy, các thành viên thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện vào khu vực phong tỏa cách ly y tế, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chúng tôi là lực lượng dân quân của xã Ngọc Mỹ. Sau khi nghe tin trên địa bàn xã nhà xuất hiện F0 trong cộng đồng, thì được sự chỉ đạo của Ban Phòng chống dịch cũng như Ban Chỉ huy quân sự của xã, thì anh em chúng tôi tham gia lực lượng trực chốt để đảm bảo cái việc cách ly phong tỏa trong khu dân cư có F. Thì sau thời gian trực chốt thì chúng tôi có 6 đồng chí chia làm 3 ca thực hiện đảm bảo đủ giãn cách ly 24/24 giờ để tránh lây lan ra ngoài cộng đồng. Từ khi chúng tôi tham gia trực chốt đến nay thì chúng tôi nhận thấy là ý thức của người dân thực hiện rất là tốt cái việc cách ly, không có trường hợp nào đi ra ngoài, và anh em chúng tôi cũng không đồng ý nhất trí cho người dân đi ra ngoài để hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc lây lan. Tại thị trấn Quốc Oai, địa phương có ca F0 nhiều nhất huyện, công việc của các chiến sĩ trực chốt kiểm soát dịch bệnh ở đây cũng vô cùng vất vả, vượt lên mọi sự khắc nghiệt của thời tiết, khó khăn và nguy hiểm của dịch bệnh. Họ vẫn kiên trì trực chốt 24/24 giờ, góp phần không nhỏ vào bình an của mỗi người dân trong cơn đại dịch. Ngay khi xuất hiện ca F0 đầu tiên ở tổ dân phố Ngô Sài của huyện Quốc Oai, thì nhận được sự chỉ đạo của Sở Chỉ huy Phòng chống dịch của Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai cũng như là thị trấn Quốc Oai, thì chúng tôi lực lượng tuyến đầu đã được phân làm 3 ca túc trực 24/24 tại điểm chốt cầu Hà, cống cầu Hà này. Thì mỗi ca được chia làm có ít nhất một đồng chí chính quy và 3 đồng chí tự vệ, cùng với đó là sự phối hợp của lực lượng đoàn thanh niên để hỗ trợ chúng tôi trong việc đưa lương thực thực phẩm vào cho công dân ở trong khu cách ly. Thì
Nhìn chung thì những ngày qua thì người dân cũng rất là chấp hành. Lực lượng thì thời tiết có mưa và lạnh, nhưng mà chúng tôi cũng đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ để phòng công tác phòng chống dịch. Về cơ bản thì tất cả các lực lượng tham gia phòng chống thì luôn giữ khoảng cách an toàn và để góp phần phòng chống dịch COVID. Cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 chưa biết khi nào kết thúc. Những khó khăn thách thức trong công tác phòng chống dịch bệnh vẫn còn ở phía trước. Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm vượt khó của lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là sự chung tay đoàn kết đồng lòng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi để người dân sớm trở về với cuộc sống bình thường.